liên quan tới dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hiểu rõ về chủ trương này, các hộ dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ có đất nằm trong dự án đã đồng thuận nhường đất và sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án được đẩy nhanh tiến độ. Dù đã sinh sống nhiều năm trên diện tích 300m², nhưng khi biết toàn bộ phần đất ở của gia đình nằm trong dự án đường vành đai 4, gia đình ông Nguyễn Phú Sinh đã đồng thuận và sẵn sàng di chuyển ra khu tái định cư để nhường đất cho dự án. Thu hồi đất, gia đình hoàn toàn vui vẻ, rất là đồng thuận, nhất trí. Chúng tôi không có, nếu có, tôi có thể hiến, không lấy lại cái gì để làm đường trường trạm, bởi vì coi như là tu đường đức chuông, những các công việc ý cần phải làm. Xã Đồng Than có 22 hectare đất của gần 180 hộ dân nằm trong dự án đường vành đai 4, trong đó có 0,5 hectare đất ở của 25 hộ. Do được tuyên truyền vận động và hiểu chủ trương mở rộng đường vành đai 4, nên các hộ dân đều đồng thuận nhất trí nhường đất cho dự án. Bởi vậy, dù chưa được nhận tiền bồi thường, các hộ đã chủ động di rời phần mộ và đề nghị kiểm kê hoa màu để di chuyển ra diện tích khác. Chúng tôi thành lập tiểu ban tuyên truyền cùng các ngành đoàn thể tới các hộ gia đình nằm trong dự án, từ đó sẽ tạo cái lan tỏa trong nhân dân. Ngay sau khi tổ chức họp dân tuyên truyền vận động về chủ trương chính sách dự án đường vành đai 4 qua xã Hoàn Long, dự án đã nhận được sự đồng thuận nhường 28 hectare diện tích đất nông nghiệp. Hiện tại đã kiểm đếm xong diện tích của 80 hộ gia đình. Giai đoạn 2, thì đến nay chúng tôi đã rà soát xong toàn bộ và dự kiến thì một vài ngày tới chúng tôi sẽ tổ chức họp dân và sau đó thì sẽ tiến hành cùng với ban quản lý để kiểm đếm và sẽ tiếp tục lên phương án. Dự án qua hai địa bàn xã Hoàn Long và Đồng Than có tổng diện tích trên 50 hectare. Hiện các địa phương đã kiểm đếm và lập phương án bồi thường hỗ trợ cho trên 230 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp, trên 30 hộ có diện tích đất ở. Huyện Yên Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ, ban hành thông báo thu hồi đất, lập phương án bồi thường, phê duyệt phương án hỗ trợ để tổ chức chi trả tiền cho nhân dân vào trung tuần tháng 5 tới.